Chào mừng các bạn đến với kênh của mình ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu chuyện này. Rồi và ông mật. Con người phát hiện hình dáng nó rất giống con ông mật, rất lấy làm quá trí. Dự tính giả làm ông mật đi đến các khóm hoa để lừa gạt tình cảm của hoa, cướp lấy mật ngọt. Nhưng nó bay qua bay lại trong các khóm hoa không biết bao nhiêu lần rồi, lại không thấy có một bông hoa nào nở nụ cười với nó. Nó rất lấy làm khó hiểu, tìm đến ông mật hỏi rốt cuộc là nguyên nhân tại sao. Ông mật cười đáp: cậu chỉ là hình dạng giống tôi thôi, nhưng trên thực tế vốn không phải là tôi. Bởi vậy, dù cậu có bay cả một đời quanh các khóm hoa, thì hoa cũng sẽ không xem cậu là tôi đâu. Bài học rút ra: vẻ ngoài có thể giống nhau, nhưng nội hàm thì lại không cách nào thay thế được. Câu chuyện chàng trai trẻ và cô gái. Một chàng trai trẻ ở khu du lịch trông thấy một cô gái vừa xinh đẹp lại rất có khí chất, liền đi theo cô gái hết một đoạn đường rất dài. Cuối cùng cô gái này không chịu được nữa, liền quay người lại hỏi: sao anh cứ mãi đi theo tôi vậy? Chàng trai bộc bạch rất chân thành: bởi em là người con gái xinh đẹp nhất, có khí chất nhất mà anh từng gặp, mong em hãy nhận lời làm bạn gái anh, có được không? Cô gái trả lời: nếu anh nói tôi xinh đẹp, thế thì anh đã nhầm rồi. Bây giờ chỉ cần anh quay đầu lại nhìn, sẽ thấy được cô bạn thân của tôi, cô ấy còn xinh đẹp hơn tôi nhiều. Chàng trai đó nghe xong, lập tức quay đầu lại, nhưng nhìn thấy đâu đâu cũng chỉ là những cô gái tầm thường, đâu đâu cũng gặp. Sao em lại lừa anh chứ? Anh chất vấn cô gái. Là anh đang dối gạt tôi mới phải. Nếu anh thật sự thích tôi, thì sao lại còn ngoảnh đầu lại ngắm nhìn người con gái khác? Cô gái nói xong, liền cất bước bỏ đi thật nhanh. Bài học rút ra: con người ta đều là ăn cơm trong bát, nhìn cơm trong nồi. Có những lời thề thốt chỉ có thể nghe cho có mà thôi. Câu chuyện cái kết cho sự khinh thường. Tiều phu cùng học giả đi chung chiếc thuyền người nữ sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán. Đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ mất cho tiều phu 10 đồng. Ngược lại, tiều phu thua sẽ chỉ mất 5 đồng thôi. Học giả coi như mình nhường tiều phu để thể hiện trí tuệ hơn người. Đầu tiên, tiều phu ra câu đố: vật gì ở dưới sông nặng 1.000 cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn có 10 cân? Học giả vắt óc suy nghĩ vẫn không tìm ra câu trả lời, đành đưa cho tiều phu 10 đồng. Sau đó, ông hỏi tiều phu câu trả lời là gì? Tôi cũng không biết. Tiều phu đưa lại cho học giả 5 đồng và nói thêm: thật ngại quá, tôi kiếm được 5 đồng rồi. Học giả vô cùng sửng sốt. Bài học rút ra: chẳng ai sinh ra đã hoàn hảo. Càng thổ bé thân thường người khác thì càng chứng tỏ bạn là một người ngu dốt. Chẳng ai dám phục ngực nhận mình biết nhiều thứ, bởi lẽ còn vô vàn thứ mà chúng ta vẫn chưa được biết đến. Càng tỏ ra thông minh thì sẽ càng bị thông minh hại. Cũng như người tiều phu trong câu chuyện, mặc dù không học nhiều như học giả nhưng lại biết cách tính toán để cho mình có thể vẫn kiếm được một chút. Còn về phía học giả đã bị chính sự khinh thường và chấp tiều phu mà mất đi một khoản tiền của ông. Đừng khinh thường người khác vì cái kết nhận lại lúc nào cũng rất đau đớn.